Phương Luôn xin chào tất cả mọi người đến với chương trình giới thiệu nhà đất Trà Vinh. Hiện tại thì mình đang có mặt ở cái nhánh đường Lê Hồng Phong, con đường thông ra được chợ Sâm Bua, để giới thiệu với tất cả mọi người một căn nhà nằm ở cái góc hai mặt tiền, nằm trên hệ thống mặt tiền đường đan, xe ô tô chạy vào vi vu và nằm trong khu vực dân cư tương đối khá là đông. Những ai muốn mua và muốn sở hữu căn nhà này thì xin mời mọi người hãy liên hệ với số hotline 0909840707. Từ đó chúng ta sẽ gặp trực tiếp chính chủ và thỏa thuận giá cả mua bán. Nếu hợp lý, hợp tình, hợp nhãn thì cứ việc ký vào biên bản mua bán nhà đất Trà Vinh. Vâng, căn nhà này được thiết kế bao gồm một trệt, một lầu, 3 phòng ngủ. Bên hông còn có thêm một cái khoảng sân để cho chúng ta làm vườn, trồng cây, trồng kiểng, đồ rất là thoải mái luôn. Căn nhà này nằm ở cái góc hai mặt tiền. Giá chủ nhà đưa ra chỉ có 1 tỷ 600 triệu đồng là chúng ta sẽ sở hữu được một căn nhà nằm trên cái nhánh mặt tiền đường đan mới 100%. Phòng khách, 3 phòng ngủ, bếp núc, toilet, đồ đầy đủ các kiểu luôn. Và cái giá chủ nhà đưa ra mình xin nhắc lại chỉ có 1 tỷ 600 triệu đồng là sở hữu được nhà gắn liền với đất, ngang 8, dài 18, full thổ cư, nhánh đường Lê Hồng Phong thông ra chợ Sâm Bua. Một lần nữa mình xin nhắc lại diện tích của căn nhà cũng như vị trí thuộc Sâm Bua, Châu Thành, Trà Vinh. Ngang 8, dài 18, full thổ cư. Nhà thiết kế bao gồm một trệt, một lầu, phòng khách, 3 phòng ngủ. Bên hông chừa một khoảng sân để cho chúng ta có thể là đậu xe du lịch hoặc là trồng cây gì đó tùy theo sở thích của chủ nhà. Tại vì cái diện tích của nó cũng tương đối khá là lớn, là ngang 8, dài 18. Và những ai muốn có nhà, có đất lâu năm cần bán, chưa bán được thì hãy liên hệ trực tiếp với mình. Mình đảm bảo sẽ có một lượng khách hàng tiềm năng tìm đến vị trí căn nhà của mọi người để chốt nhanh, chốt lẹ, chốt trong vòng một nốt nhạc. Nếu mọi người cho cái giá cần tiền, đừng có cho cái giá quá cao. Vì cái giá quá cao là cái giá ảo, chúng ta rất khó bán được căn nhà và vị trí mảnh đất của mình. Vâng, và không còn gì để chia sẻ nữa. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại. Chúc cho quý khách hàng đầu tư một vốn 4 lời. Và nên nhớ một câu như thế này: đầu tư đất đai là đầu tư cho tương lai, và đầu tư cho tương lai thì luôn luôn lúc nào cũng có lợi và có lợi mà thôi. Vâng, xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại.